con nè xôm ấy chẳng tớ xu thả bước khiêm gần lư kề thả chỉ vô đại bậc kiền đo sòng hái tai lốt dốt nâu chỉ vô đại tỳ dụ bậc kiền nốt chun đo nhôm đầm bay ở nhôm ban phượt bồn cật thanh nâng kế tai quạt lư kề này dậy thả bao chỉ vô đại bậc kiền đo sòng hái cứ kề ban ở tứ đó phụ nhiệt kề hời chẳng bờ một thơ mà đoàn tiết cứ phục vụ nhiệt độ bỏ dưỡng mình ban thật tù tệ nó chỉ là tha biết thả ỏi ta cả na ỏi việc đặt chưa độ bỏ nè ỏi hời việc tứ chưa độ bỏ nè tù tù là hời biết thả ỏi á mình cháy á bậc cháy xèn cả thân ham vô độ bỏ cháy cái tù thờ tại bơ vô độ bỏ đại kệ ỏi việc copy độ bỏ cháy vô lại ôi tôi hỏi lâu dân xả manh phật đấy tôi hỏi là lâu tu sạp mùi bởi dân chơi kê dân vô tội oi kê việc khó tại bởi kì oi dân việc thả oi cứ đặt dân vô tội oi nà tiết hưởng bỏ dân việc chia được bỏ dân hai lùi kê tờ oi rứ cọc chơi kê tờ oi ọt bà này khó nè cái thánh chơi kê vô tờ phơ ọt trừ khi dịch kê tờ tìa vậy nhá có vấn đề được các chạy sân song với nhà nước xin dừng miền lệ khăn để cả thắng chạy lôi tình cho vua năng sân làm bay vô từ phơi cả thắng ok vua dương khả năng chạy mà tầm nào đó dương dương song với xin bên là bậc chạy tha song với bên là đỏ song với vô từ phơi ở nhà này nữa anh nói bạn này nghe im phật kịch nó nghe im phật này mà nước chết ta và cả cái đây sầm máy á và cả cái đây sầm máy tư ai tham mau pin nè dây tập bốn nó trong bàn bọc kia căn là chở anh phong giang chở ao kia vô mau tiền mà cùng ao vô bò lục ấy vô tự phơ ao kia vô mau tiền ban chở nó bẩm chân phong mà bậc cao tự chỉnh chân tự có vận tài miên lệ cả nạn vận tài tích vận nè dễ nhất và hai chỉ mình vô kỳ nè thà đúng không nè và hai chỉ con ai snap lư lục thế này đấy tại quạt viên chạy vào chiếc bàn để chẳng quạt khla vô tầm mòn tới bà robot nâng chia robot sòng kỳ vế sòng khe sạ tề mẹ lục nẹt từ tua nâng lục ắt chế thưa ở mau chia robot bột cùn hạ thang apple lo cái nẹt cam á ắt vô một thưa chia robot bột cùn hạ vô robot nâng từ ao nên nên đầu tiên anh nâng ắt bàn này miền tố á vì không bạch thưa thưa cái thân này do anh nâng từ ao nà kế tiết miền tố ai khôn ấy miễn sức trong đặc dây para ở ai mau chia là bỏ luôn ấy ba kỳ về chấm phù song kỳ ở tư chấm phù song khôn ấy những miễn sức trong đặc dây para thế là bỏ song tổng chạy buôn nâng dễ rôm tử là bỏ para chỉ vì sao cứ bỏ cái độ phan rồi còn là bỏ para xem xem nâng cứ miễn sức trong đặc dây para thế ba kỳ ở tư chấm phù song hời chẳng bà khuôn ai về ở miền sơn vô mà chi rồi bọc khuôn ai đại phong ai dưng sẹp tới vô tới ao cái anh nó về pành hà cái này vấn đề là bọc đại bàn đại chạy bán đôi chỉ vô ấy ấy nó bàn chạy bà đại bà chạy nó bàn tay bà chi sơn na chặt chi sơn na đôi chỉ đường lô hạ cả bật bật thau xây xây cái tel phui cột sờ la vì hì ấy nấy cana kì về chấm bù sòng hái cứ chi rồi bọc rùm chỉ là bỏ ruộng mình ai bọc cồn nó vô mà chỉ bọc cồn toa khuôn màn tệ bọc tiếp tiếp chỉ mỗi năng sẩm bát chiết ưu tiên hóa ra đất ưu tiên chiết xây bỏ chiết xây để thạm bỏ chiết nâng sẩm bay chỉ mình tray nó không chua ra ta bán vô mà thôi chỉ bọc luôn khỏi chỉ bạc cái nhé nè để đặt chỉ là bỏ chiết đôi khi nhân cái nào tùy họ chẳng phần tay nếu bây để phơi cả thân khơi nhé, khơi lột phơi áp lò cả nè cam ấy, lột nhặt để cam á, lột sột nhặt hào thải cả thân là tiền, cả thân là tiền bên tên nó cứ nộp bây nâng, cứ lột sột nhặt tệ tụ tỷ giá cam ở bia cha nâng đầm bấy, bọc cuốn sầm bột cả thân ở bị khọ nà muối, cả cường anh nâng về tới chia độ bọc bị khọ nâng ạ, tầng o tiệt, tray đọt tê tiệt nâng
การណាมันធ្វើអបឡោកណកម្មហើយស្រាប់តែយកចែកគ្នាតែហ្មងខុសវិន័យអាហ្នឹងមាន2ដែលធ្វើរបស់ហ្នឹងចឹងມັນវិខសងទាំងអស់គួរតែចេះអាហ្នឹងកុំអោយញាតញោមគាត់អ្នកខ្វល់ពេករាល់ថ្ងៃញាតញោមខ្វល់អូយខ្វល់អូមិនហ៊ានប្រើទេរបស់សងអ្នកសងខ្លួនឯងនេះលោកខ្លួនឯងអត់ព្រមយល់ពីអាតំណែងពិបាកមែនមកវាអាត្មាគ្មានពិបាកជាមួយអីទេប៉ុន្តែខ្ជិលញាតញោមមកសួរវាទៅជាលោកអ្នកប្រើខ្លួនឯងនឹងលោកអត់យល់អាណុងហើយធ្វើឲ្យញាតញោមអ្នកព្រួយបារម្ភជំនួសទៅវិញហើយរឿងនោះតន្តិចមួយហ៎ប្រប៉ិនអច្ឆ័យមិនមែនទេដល់បើគិតពីការងារដ៏ធំទាំងឡាយក៏ប៉ុន្តែខ្ជិលរៀនដល់ខ្ជិលរៀនអត់ដឹងនៅក្នុងវិន័យមាន2ដែលធ្វើឲ្យរបស់ដែលជាលហុផន់ខុសពីគរុផន់ណាគរុផន់របស់ចាស់អត់បានដូចសាសនាដូចនិយាយមិនអញ្ចឹងទូបីធ្វើកិច្ចអីក៏ចែកគ្នាមិនបានដែរឲ្យតែវេសងបានត្រឹមខ្ចីប្រើតែក្រៅពីអំណងចាត់ជាលហុផន់ដូចជាជីវរដូចជាបណ្ណបាតដូចជាស្អីនោះផ្លែឈើផ្លែព្រៃអីគេវេចំពោះសងដែរហ្នឹងមានការចែក2ទី1ចែកដោយអូតូម៉ាទិកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងវត្ត1ត្រូវចាំណាធ្វើវត្ត1ត្រូវបដោតរឿងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវារង្គៀសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់សងហ្នឹងបើយើងខ្ជិលអបឡោកខ្ជិលអបឡាំងអីវត្ត1ហ្នឹងត្រូវញាត់ភិក្ខុមួយអង្គជាផុតទៅទេទៅញាត់ទៅមើលលោកអង្គណាលោកអត់មានអកតេមានបេះដូងល្អលោកចេះវិន័យល្អលោកមិនកំណាញ់លោកអាចចែកលៀបនឹងស្មើអញ្ចឹងសូត្រញាត់ពិខុអង្គហ្នឹងឲ្យទៅជាផតតេសកៈចៃវរៈភេយកៈអីចឹងទៅដោយសងញាត់តទុតិយកម្មវាចាតែម្ដងសូត្រតែម្ដងហ្នឹងគាត់ញាត់ពិខុហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលគេនិមន្តសង្ឃទានអីទៅមុនចេញពីពិខុអង្គហ្នឹងលោកចាត់ទៅមានន័យថាលោកទៅនឹងតំណាងសងហើយគេវេសងក្រោយមិនសងក្រោយទៅឆានទៅឲ្យតែលោកនឹងចាត់ទៅគឺថារបស់ដែលគេប្រគេនសងហ្នឹងមកជារបស់លោកវាលែងតែអាគរុផាត់បាច់អបឡោកអបឡាំងនៅកន្លែងបុណ្យនោះអញ្ញាញ៉ៃផ្អើលគេទេបើមានតែហ្នឹងស្រួលបាច់តែប៉ុណ្្នឹងតែបើវត្តអត់មានទេគេមិនបាននៅទីនោះមិនមានផតតេសកៈឬក៏ចៃវរៈភេយកៈទេហើយគេប្រគេនអាហ្នឹងចំពោះសង្ឃមានកិច្ចមួយឧទាហរណ៍ថាលើគេវេចង្ហាន់ចំពោះសង្ឃជីវួរហ្នឹងគេវេតែសង្ឃសៈទេមៈយើងខ្លួនឯងទៅត្រូវសម្លឹងមើលជុំវិញ12ហត្ថដល់ជុំវិញហ្នឹងសម្លឹងមើលដោយគិតថាបើមានភិក្ខុសង្ឃដទៃនៅជុំវិញហ្នឹងអញនឹងចែកប៉ុន្តែបើសម្លឹងមើលមិនមានទេក៏សន្មតថាអត់មានភិក្ខុដែលត្រូវចែកនេះជារបស់អញជាកម្មសិទ្ធិរបស់អញនឹងបើអត់មានអ្នកចាត់ទៅអាចតាំងចិត្តចឹងបានវាមានករណីច្រើនដែលត្រូវរៀនកន្លែងហ្នឹងតិចប៉ុន្តែថាច្រើនដូចមិនច្រើនបន្តិចមួយបើដល់អត់រៀនតែនឹងទៅលើតែញាតញោមអ្នកសួរលោកមិនសូវដែរសួរសើខ្វល់ឯអារឿងហ្នឹងសោះហ្នឹងហើយហើយបើអត់មានមិនមែនរឿងចៅតិការចាត់ទេណារាល់ថ្ងៃយើងយកអំណាចគ្រូសូត្រយើងយកអំណាចចៅតិការយកអំណាចមន្ត្រីសង្ឃយកទៅចាត់អត់ទេអត់មានអំណាចចាត់រឿងសង្ឃទេមែនទេទៅចាត់ទៅបន់ចាត់ទៅអីហ្នឹងប៉ិនមិនថាឲ្យស្រួលដូចថាបើមានចៅតិការហ្នឹងអត់មានអង្គណាចាស់ជាងចៅតិការទៀតទេហើយចៅតិការលោកអ្នកចាត់អបឡោកចៅតិការហ្នឹងទៅអឺញាត់ចារតិការនឹងជាផតតេសកៈផងទៅតំណែងចារតិការនេះគ្មានសិទ្ធទៅចាត់សង្ឃទានទេតាមវិន័យព្រោះអីព្រោះកាលវិន័យកើតគ្មានតំណែងមន្ត្រីសង្ឃទេអត់មានមានតែប្រធេរៈមានតែឧបជ្ឈាមានតែគ្រូមានអីហ្នឹងអត់មានតំណែងអនុគុណអត់មានមេគុណអត់មានថាអត់មានទេតំណែងអត់មានសម័យពុទ្ធកាលអត់មានប៉ុន្តែអាត្មាមិនទៅហាមអីទេមានក៏មានទៅដើម្បីស្រួលធ្វើការផ្នែករដ្ឋបាលការដឹកចាត់ចែងសង្ឃអីអានឹងរឿងចឹងចុះបើថាបើចែកសង្ឃលៀបចាំបាច់ត្រូវតែបានញាត់ពីសង្ឃសរុបមកសំណួររបស់លោកអូនសួរមិញថាលើកលែងគរុផាន់ចេញណាបើធ្វើតាមកិច្ចវិន័យឲ្យមកជារបស់បុគ្គលហើយឧទាហរណ៍ដូចធ្វើកឋិនលើបាន30ត្រៃលោកមានតែ10អង្គអញ្ចឹងបើមានផតតេសកៈឬក៏ចៃវរៈភេយកៈលោកចែកទៅអង្គុយជាវងអញ្ចឹងទៅលោកដែលមានសិទ្ធបានទទួលសិទ្ធពីសង្ឃហើយនឹងលោកចែកតាមលំដាប់ទៅ1 2 3 4 5មិនតន់អស់ចែកមកជុំទេមិនតន់អស់ចែកមកជុំទេអានឹងទៅជាបោះបុគ្គលហើយឈប់ជាបោះសង្ឃហើយព្រោះលោកនឹងជាអ្នកតំណាងសង្ឃអញ្ច
chẳng á lục đại tự tu ban nhặt vì sao nó chỉ nè đầm nàng sáng trái ở tới chiếc đầu bọc bọc cồn nè tụi bay kỳ về ta xong khe sạ tê mẹ có đói chỉ vua nó tới chiếc đầu bọc lục to này chẳng cả na khai chiếc bọc lục to hay biết mình chiếc đầu bọc xong thì tệ ba mình chiếc đầu bọc xong thì tệ lục cho tao nái cho tao vô tới ao nhôm xỉa có ban còn là và chọt về chào nó chụp chỉ vua tới mơ tới trung tri chỉ vua mấy vấn đề ta mình là thật hèn chỉ trai chỉ vua với mình chỉ vua tới vô tới đây khâu xỉa có ban mình là to sấy và dân thành chống bạc cành bình sọc từ lò hạ mới vô bỏ luôn án cái này bạc cành rừng bị khâu nè chầm mệt đà bị đà nó lộ do chỉ vô lộ lo lo tới đây thường liệm bẹo nhôm lộ tới hay do chỉ vô ở khâu áo chà chà vô một đây thôi chỉ vô lộ ra sống khác nơi ta riêng ta dân mình tự tỏa cái này ta rương chẳng chẳng hay ta dân ở riêng dân ở đăng khởi anh cho năm tình vậy anh cho năm tình cho à cho năm cho nâng hay tỏa cái này nó vì anh mình có buôn chị bắp ấy đầm bay mau bị chạy ở việc clear ở việc chụp ngon đấy